anh lưới chụp lại, còn lái anh em mình để chụp cá. Gần tới chia yeah, chia yeah. Chết chết em chia yeah, chia yeah, chia yeah. Rồi gãy câu, gãy câu ngoài ơi, gãy câu ngoài, gãy ngang, gãy ngang, gãy ngang. Không ve lại luôn. Ơi ơi tới kìa, tới trên mũi ra, dây trên mũi ra, cầm dây, cầm dây trên mũi ra. Gãy ngang em anh ơi. Đang ra lưới để chụp này nè. Không biết là mấy anh quá trời sợi gai nè. Mấy anh sợi lưới phía bên đây lên luôn rồi nè. Cột lại khỏe. Thế đó giống như có con dây đó sọt cho cái lỗ đó thì ấy lại à, khỏi giật nà nhiều cái vụt. Rồi bây giờ mấy anh gom đèn rồi chuẩn bị chụp rồi nè. Không biết. Mấy coi. Ừ. Gia chị nó còn đứng máy mà. Đứng máy hề. Ồ, sáng chằng quá, sáng chằng quá anh em ơi. Rồi xuống hết rồi. Không, bển bển bây giờ mấy anh đang sệ luôn rồi. Sệ mà vẫn còn để cái đèn phía bên lái bên be đó không? Anh mới sệ lên mà anh lên đèn luôn rồi không? Mới sệ lên là anh lên đèn luôn à. Rồi mấy anh sệ lưới lên rồi nè. Nào, lưới, lưới lên. Gối, gối lưới cả đó. Không, giờ mấy anh chuẩn bị vũ lưới nè. Mấy gom lưới cho nó gọn là vũ đó. Ui, được quá. Mình qua tới đây rồi. Đó, sệ lên nguyên đục nè. Đó. Nó thù nguyên đục luôn. Cái cơm không à, trời ơi, dàn khè luôn. Đẩy qua đi, đẩy qua đi, đẩy qua đi. Cái mỏng qua đi. À, coi xẻ đi, giật giật giật, thấy kìa không? Xuống dây rồi. Trời ơi, một trái bự cái này trời. Gớm đầu gì? Để lên nữa. Tôm cỡ này mà ai cút lưới dính mấy cá phân không? Đã cái đó. Ừ, cái con cỡ này. Còn đi một trái nữa. Cỡ này nhiêu trời? Cái tấn gì vậy? Chiêu gục gì 20 tấn đó hả? Ôi gớm đầu không? Còn cái nữa. Má gì mà kiếm nó lòm nó qua nó không
gịch cái đuôi xuống nhưng ba. Cái con dữ thiệt. Ôi con mực, trời ơi, trời bá lợn. À, mực. Rồi đó, đó có con mực đấy kìa. Ở đây coi né đi không? Rồi, một trái này 2-3 tấn cá, cứ tàu thiệt. Ui, rồi. Ơi, mực, mực, mực kêu, mực kêu. Mực. Còn thêm một cái nữa. Giờ mấy anh em ra thêm lưới nữa à. À lưới nãy được nhiêu đó? Cả 3-4 tấn. Đùa cá. Cá đó. Mấy con mực cá chồng nhau bây giờ á. Anh Tuấn anh đang giá cái chỗ cái đuôi đục lại. Nó quan trọng lắm. Đó giờ ra chị vậy đó. Đó ra vậy đi. Nè, xảy bên đây nè. Xuống nó chuyện cho. Nhiều lưới nãy chị nhiêu cả mấy tấn, 3 tấn không? 4 tấn. Em đó. 3
tấn à. Cái cơm nó ra mấy cái màng màng lúc đầu rồi. Này chứ chắc ít thì về thấy dùng dùng băng à. Này hết rồi. Cục này mười mấy kilo không nội ơi. Không biết được. 10 ký à. Trái đục rồi. Để lên luôn mà. Bữa đó con anh chụp 3 bữa được nhiều lắm. Luôn nhanh luôn. Luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Né né hết cho mày mà được. Hay đâu mà né. Còn lên cái nữa. Còn một cái nữa, còn một cái nữa hả? Bé ơi đụng má mà quá rồi. Ừ lên luôn bằng cái thứ hai nãy. Rồi nghỉ luôn ấy rồi. Cái nữa hả? Cái nữa này quay cảnh xe chì đâu có được. Nó không được ăn con khỉ, nó ăn mấy chục con cá cơm trong bụng đó.
tài công còn để đèn là sáng hồi quốc thêm một giác nữa. Dữ lắm cái hoa ớt to à. Kéo quần lên thế à. Chắc còn chia được mấy chục. Hết mực kìa. Cá nãy hết mực luôn.